ngồi đó, nó mệt rồi kéo vô sướng 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 ngồi quá nó dậu nó chép ta chép đen chép đen ui chép 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 nó trôi chép nhau từ từ đi lên vậy chép này chép bự bự chép đen để rồi cho nó mệt mệt nó kéo vô đứng hộ cái đầu nó dẻo mà từ từ đi từ từ họ nổi lên đó cả nó cái giá đĩa nó mệt rồi. Cứ giữ căng lên đừng có đụng đó đó con này cũng cực ký đúng không? Rồi rồi ký để chạy đi ra đó cứ cho nó chạy thôi má dìu dìu cho nó mệt thế mà dừng lại đấy rồi đó có vào đâu năng năng nó là từ từ ra chịu lộ là chưa sướng 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 này chép hả đừng có dở nhà đừng dở nhà nó dậy cái nó sập mày rồi bịch đen bự nè rồi thôi bịch rồi bịch thêm mới bỏ phao xuống nhúng nhúng cái phao rồi mồi bên kia câu quá trời gì ở bên kia nó có cái view luôn thấy không à. Đủ quá nó đừng xuống luôn quá nó có view cái đó luôn kìa à. Bên, nó bên, đẹp. Bên nó đẹp rồi phải chết nhiều sâu lắm bên đây chỗ này mà ngồi còn đỡ chứ kia nó sâu hẳn nó nữa luôn ờ bên đây có độ lại phía dưới kia bữa là sâu hẳn luôn á đụng mà rớt xuống là nó không độ lại luôn á là lỏ luôn đúng không là biết bơi thì có may bám được thôi chứ đụng mà rớt xuống là thì là đụng mà không biết bơi là ngọn mùi tỏi bám nữa hả ừ cái ghê vậy sâu hẳn luôn mà ui chìa thẳng cái sao xuống độ dây 4 mét này lúc luôn